Nay em có thêm cái hàng new full max bản VN cho anh em nhá. Đấy, đây là 15 Plus này. Đấy, còn đây là 15 Pro Max này. Cái bản VN này ấy, anh em cầm con full max như này ấy, thì anh em mua ở đâu ấy, thì cái cảm giác nó cũng như nhau. Cầm sướng như nhau, mà cảm giác cái box siêu này ấy, nó cũng sướng như nhau. Nhưng mà cái gói bảo hành new siêu đổi new siêu ấy, thì chỉ có Hoàng Kiên có thôi nhá. Qua mua mới hay là lên đời ấy, thì đều được hưởng cái gói bảo hành là new siêu đổi new siêu hết. Có nghĩa là anh em mua một con máy đập hộp như này, nếu mà lỗi thì anh em sẽ được đổi sang một con máy đập hộp khác, lại bóc siêu tiếp lần hai. Còn lên đời ấy, thì máy Hoàng Kiên em thu vào 100% giá bán lẻ. Ví dụ như là cái con 15 Pro Max, cái hàng line new ấy, em đang bán là 27 triệu 9. Thì anh em lên đời em thu vào 100% giá bán lẻ, tức là em sẽ thu vào cho anh em đúng là 27 triệu 9. Máy anh em mới mua mà mua máy sạc ít ý, thì em sẽ thu vào cho anh em là 28 triệu 4, tức là cộng thêm cho anh em là 500 nghìn tiền sạc ít. Đấy, máy mới full box như này nhá. Bình thường anh em mà đi so giá ấy, nó phải chênh lên khoảng hơn 2 củ đến 3 củ. Còn giờ nhá, anh em mới mua trong vòng 1 tuần, máy sạc ít đổi sang cái con new này ấy, chưa đến 2 củ. Hay là máy ngoài nhá, em thu vào 90% giá mà em đang bán. Ví dụ là anh em đang dùng 14 Pro Max 256, em đang bán là 24 triệu 600 nghìn. Em thu 90% giá em đang bán, tức là em sẽ thu cho anh em là 22 triệu 140 nghìn. Còn cái con 15 Plus này nhá, màu xanh này, new siêu này, em công khai giá luôn cho anh em là em đang bán là 228. Thì anh em thêm cho em là có 660 nghìn thôi. Đấy, 228 trừ đi 22 triệu 140 nghìn là thêm cho em có 660 nghìn thôi. Đấy, anh em thấy dã man chưa? Chưa đến 1 triệu. Vẫn full bảo hành new siêu đổi new siêu. Còn em không có nhiều đâu nhá. Khách ngoài hay là khách chưa mua của Hoàng Kiên ấy, thì chắc chắn là chưa biết đến chính sách của nhà em. Chứ mà khách đã mua máy của Hoàng Kiên rồi và đang tính lên đời ấy, gặp mấy cái con full box như này ấy, là khoái lắm. Vì em thu 100% giá bán lẻ cơ mà. Nên ấy, lên là lên đời, bỏ ra có tí, có ít thôi à. Tội gì mà không lên đúng không? Còn em nói lại nhá, chính sách của Hoàng Kiên ấy, là new siêu đổi new siêu nhá. Trường hợp chẳng may mà anh em làm rơi vỡ thì vẫn có gói bảo hành của Hoàng Kiên là sửa chữa free không giới hạn trong vòng 1 năm. Lên đời em thu vào 100% giá quét. Ok nhá.